Tiếp tục cập nhật những thông tin sự kiện đang được quan tâm, mời quý khán giả cùng đến với chương trình Người đưa tin 24 giờ. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 1 năm 2024, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thu tiền triệu nhờ ép cây phát tài trổ bông dịp Tết. Linh vật rồng ở Quảng Trị nhận được mưa lời khen. Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con ở Thanh Hóa tử vong. Ùn tắc giao thông nghiêm trọng ở cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Chiêm ngưỡng tạo hình bản đồ Việt Nam từ hơn 1.000 chậu lan hồ điệp. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị và các bạn, cái tên mang ý nghĩa tốt đẹp nên cây phát tài được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết. Đây là loại cây dễ trồng nhưng để cây ra bông thì rất kỳ công. Tuy nhiên, ông Phạm Thành Long, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã tìm tòi nghiên cứu kỹ thuật để ép cho cây phát tài trổ bông đúng dịp Tết. Sau khi về hưu, ông Phạm Thành Lâm đã tận dụng vườn nhà để trồng cây cảnh. Trong số đó, giá trị nhất là những cây phát tài chuẩn bị ra bông này. Ông Lâm chia sẻ, cây phát tài rất dễ trồng, tuy nhiên để cây ra hoa thì rất khó. Có người trồng 7 năm hoặc 10 năm nhưng cây vẫn không trổ hoa. Bằng kinh nghiệm trồng phát tài nhiều năm, ông Lâm đã tìm ra kỹ thuật ép cây ra nụ trổ bông. Theo ông Lâm, điều kiện thời tiết là yếu tố quyết định. Năm nào trời lạnh nhiều và lâu như năm nay, cộng với kỹ thuật chăm sóc bón phân tưới nước sẽ giúp cây phát triển, cành lá sum suê và ra nụ. Một cây cao có thể cho từ 2 đến 8 bông, giá bán là 800.000 đồng một bông. Đối với cây nhỏ để bàn thì dao động từ 500.000 đến 700.000 đồng một bông. Vì thế, đối với những cây cho nhiều bông, ông Lâm thu về tiền triệu. Và những ngày cận Tết thì nhiều hộ dân trồng Phật thủ rộn ràng niềm vui thu hoạch quả phục vụ nhu cầu chưng trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn. Ít sâu bệnh hại lại cho thu hoạch quanh năm, Phật thủ đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ trồng. Ghi nhận của Người đưa tin 24 giờ tại huyện Giang Bình, tỉnh Lào Cai. Nhận thấy thổ nhưỡng ở xã Tân An, huyện Giang Bàng, tỉnh Lào Cai khá phù hợp với cây Phật thủ, nên chị Hoàng Thị Hải Yến quyết định trồng loại cây này. Hiện vườn Phật thủ của chị Yến đã mở rộng lên đến 3 hecta. Cây phát triển tốt, có đầu ra ổn định. Đặc điểm của Phật thủ là ra hoa kết quả quanh năm, nhưng nhiều nhất là vào mùa thu đông, dịp Tết Nguyên Đán là thu hoạch trổ. Hiện vườn Phật thủ của chị Yến đang thời kỳ cho thu hoạch quả cao nhất. Theo tính toán trừ chi phí thì mỗi năm lợi nhuận trên 500 triệu đồng. Không chỉ tiêu thụ tốt tại địa phương, những quả Phật thủ tại đây còn được khách từ các tỉnh xuôi tới mua. Dịp cuối năm, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao nên nghề chở hàng thuê cũng đắt khách. Tại Hà Nội, trong những ngày cận Tết, nhiều người làm nghề xe ôm cũng đã chuyển sang vận chuyển đào vì thu nhập cao. Vào những ngày này thì người dân đã bắt đầu hối hả xuống chợ, nhiều người ra tận vườn để chọn cho gia đình cây đào ưng ý nhất. Tại vườn đào Nhật Tân, quận Tây Hồ, nơi cung cấp đào lớn nhất Hà Nội, không khí nhộn nhịp tấp nập khắp nơi, người tới xem và mua đào, người chốt mua online và giao đào tận nhà. Theo chủ vườn, đây chính là thời điểm giao dịch đông đúc nhất vì cây đào đang trong giai đoạn đẹp, đầy đủ lộc qua. Thời điểm này đang là cao điểm, nhiều đơn hàng nên nhà vườn phải thuê xe ôm để vận chuyển. Vì thế, những người chạy xe ôm luôn túc trực tại các vườn đào để sẵn sàng vận chuyển. Mỗi chuyến thu về từ 50.000 đến 500.000 đồng tùy vào kích cỡ cây và quãng đường di chuyển. Vài ngày gần đây, một chậu hoa được trưng bày tại chợ hoa Tết 2024 ở sân vận động Mỹ Đình, thành phố Hà Nội đang thu hút sự chú ý của nhiều khách tham quan. Vậy chậu hoa giấy này có gì đặc biệt? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua ghi nhận sau đây. Ông Hoàng Lịch Thiệp, trú thành phố Hà Nội, chủ nhân của cây hoa giấy cho biết, tác phẩm có tên là Long Dân Quần Mộc. Chiếc chậu được làm từ năm 2019, lấy ý tưởng là một con rồng đang cưỡi mây. Tác phẩm này là một sự kết hợp hoàn hảo giữa cây hoa giấy giáng long và tọa mộc kỳ giáng long. Phía trên là cây hoa giấy như rồng đang xuống trần, phía dưới như rồng vàng đang đạp mây đứng đỡ. Theo ông Thiệp, đã có người hỏi mua tác phẩm này với giá khá cao, nhưng ông không bán, chỉ để trưng bày cho mọi người thưởng lãm.
Giờ Tết Giáp Thìn đang đến gần thì linh vật rồng đang trở thành điểm nhấn nổi bật trên khắp cả nước. Tại Quảng Trị, ngay khi được trưng bày thì linh vật rồng tại công viên ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa đã được nhiều người dân đến chiêm ngưỡng. Trên mạng xã hội, linh vật rồng này cũng được đề cập với rất nhiều lời khen. Đây là linh vật do Ủy ban Nhân dân thị trấn Lao Bảo đặt hàng anh Đinh Văn Tâm, trú xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, người chế tác tượng hổ và tượng mèo, nhận được nhiều lời khen trong dịp Tết Nguyên Đán những năm trước. Chỉ mới được lắp ráp tại công viên trung tâm thị trấn Lao Bảo, nhưng linh vật rồng đã ngay lập tức gây chú ý và nhận được nhiều lời khen ngợi bởi độ tinh xảo. Linh vật rồng này có chiều cao khoảng 4,5m, thân uốn lượn dài khoảng 7m. Anh Tâm và các cộng sự đã làm trong thời gian khoảng 3 tháng. Do thị trấn Lao Bảo nằm ở biên giới Việt Lào, bao quanh có nhiều đồi núi, nên nhóm thợ lấy ý tưởng linh vật đang đáp xuống ngọn núi đá. Một chân dân viên ngọc tượng trưng việc trao tài lộc cho người dân. Và tỉnh Bạc Liêu cũng đang trang hoàng các tiểu cảnh đón xuân mới Giáp Thìn 2024. Đáng chú ý là linh vật rồng biểu tượng cho năm mới đã xuất hiện. Linh vật rồng ở Bạc Liêu được đặt tại đầu đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Bạc Liêu, đường giao khu hành chính tỉnh, nơi có quảng trường Hùng Vương, được xem là lớn nhất miền Tây hiện nay. Linh vật rồng song long hợp bích có màu vàng bắt mắt, thể hiện sự uy nghiêm, mạnh mẽ, nhưng cũng giữ được những nét mềm mại. Nguyên liệu thiết kế linh vật rồng là mút xốp, chiều cao 4,5m, chiều dài 9,5m. Trong những ngày tới, xung quanh công trình này sẽ được trang trí thêm hoa và đèn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, nắm được nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp cuối năm, nhiều đối tượng đã mạo danh nhân viên của ngân hàng hay là các tổ chức tín dụng gọi điện thoại chào mời khách hàng mở thẻ tín dụng online, nâng hạn mức thẻ miễn phí, rút tiền từ thẻ tín dụng, hỗ trợ đóng phí bảo hiểm thẻ tín dụng hoặc là hoàn phí tham gia bảo hiểm. Và nếu làm theo các hướng dẫn, tiền trong tài khoản của khách hàng có thể bị mất hết. Để nhận diện và chủ động phòng ngừa thủ đoạn này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lời cảnh báo ngay sau đây. Nhận được cuộc gọi chào mời mở thẻ tín dụng tại một ngân hàng đúng lúc đang có nhu cầu, người phụ nữ này đã làm theo hướng dẫn và bị rút mất hàng chục triệu đồng chỉ sau vài phút. Được cuộc gọi thông báo được ưu đãi khi mở thẻ tín dụng tại một ngân hàng, thì đúng lúc tôi cũng đang có nhu cầu muốn mở thẻ tín dụng, thì họ yêu cầu mở app lên và làm theo hướng dẫn, thì tôi cũng thực hiện. Sau khi thành công thì các đối tượng đó thì yêu cầu tôi là chuyển tiền vào tài khoản đấy để chứng minh năng lực trả nợ của mình. Thì tôi cũng làm theo hướng dẫn, rồi họ yêu cầu cung cấp OTP để kích hoạt tài khoản, thì tôi cũng cung cấp OTP. Xong rồi họ biểu là cung cấp thêm 4 đến 5 lần nữa để nhận các ưu đãi như giảm giá hay là lãi suất tôi được hưởng. Thì tôi cũng làm theo, nhưng mà 2 tiếng sau khi tôi quay lại thì những số tiền trong tài khoản của tôi lại biến mất. Với kịch bản tương tự, giả danh nhân viên ngân hàng đưa ra lời mời nâng cao hạn mức thẻ tín dụng trong lúc đang cần tiền mua sắm Tết, chị NTD đã mất cảnh giác và mất tiền oan. Họ chào mời với mình đó là nâng hạn mức thẻ là từ 10 triệu lên 40 triệu. Thì cái lúc này mình cần tiền thiệt tại vì mình muốn mua sắm Tết. Thì mình cũng làm theo. Rồi xong rồi họ lại báo với mình đó là do là mình có cái lịch sử mà trả nợ chậm á. Nên là yêu cầu mình phải chuyển 20 triệu để họ giúp mình là xóa cái đó. Và họ đảm bảo rằng số tiền đó là sẽ vẫn ở trong tài khoản của mình khi mà mình mở thẻ. Họ nói rất là hay, họ dẫn dắt mình liên tục để cho mình chuyển khoản. Mà tuy nhiên thì sau khi mình chuyển khoản thật á, thì họ lại biến mất tiêu và mình mới biết là mình bị lừa. Các đối tượng gọi điện dụ dỗ, hối thúc nạn nhân click vào đường link giả mạo dẫn tới website giả mạo. Sau khi click vào link giả mạo, người dùng sẽ được tiếp tục yêu cầu nhập thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng quan trọng. Và đúng như kịch bản, ngay sau khi cung cấp mã OTP, kẻ gian sẽ chiếm được quyền sử dụng tài khoản ngân hàng và thực hiện giao dịch chiếm đoạt tiền của khách hàng. Những cái thủ đoạn lừa đảo có thể xảy ra trong những cái hình thức sau đây. Thứ nhất là có thể là sử dụng mạng xã hội, thì những cái đối tượng lừa đảo này có thể đăng những cái thông tin khuyến mãi về thẻ tín dụng, ví dụ như là mở thẻ không tốn phí, rút tiền không tốn phí, hoặc là nâng hạn mức thẻ không tốn phí, và nhiều cái chính sách khuyến mãi khác để thu hút những cái người mà đang quan tâm đến thẻ tín dụng sẽ điền những cái thông tin cá nhân của mình lên đó. Và khi mà mình để lộ thông tin cá nhân
thì cái đối tượng lừa đảo họ có thể chiếm đoạt cái quyền sử dụng cái thẻ tín dụng của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai, họ có thể sử dụng thông tin cá nhân của mình để họ thực hiện những cái hoạt động phi pháp về sau. Cái vấn đề thứ hai mà có thể bị lừa từ cái thẻ tín dụng nữa, đó là một số người thì hiện tại cái thẻ tín dụng, cái hạn mức của mình được ngân hàng cấp nó có giới hạn. Như vậy mình muốn nâng cái hạn mức lên, thì những cái đối tượng lừa đảo này đánh vào cái tâm lý như thế, thì họ nói là bây giờ sẽ chuyển cho tôi một số phí để tôi thực hiện cái hoạt động đó. Và sau đó thì họ nói bây giờ cái khách hàng này mà muốn nâng cái hạn mức lên thì cái điểm tín dụng nó phải cao, phải khách hàng có cái lịch sử mua hàng hoặc là lịch sử trả nợ gì đó mà nó không tốt, thì mình phải xóa được cái lịch sử xấu đó đi và phải chuyển tiền cho cái đối tượng bên kia để họ thực hiện giúp cho mình. Thì khi mà mình chuyển tiền xong là gọi điện thoại hoặc liên lạc là tất cả các cái con đường để liên lạc nó bị chặn hết. Đáng nói, kịch bản nhắn tin, kỹ năng gọi điện tư vấn với nạn nhân ngày càng được nâng cấp, có sự chuẩn bị kỹ càng, nên khi nạn nhân đặt câu hỏi hay thắc mắc, các đối tượng đều trả lời vô cùng lưu loát, hợp lý. Đồng thời trong quá trình trao đổi, các đối tượng luôn hướng nạn nhân về các chính sách, ưu đãi, quyền lợi, dần dần dụ dỗ nạn nhân rơi vào cạm bẫy. Đối với những cái trường hợp mà bây giờ cái đối tượng lừa đảo này nó khá là tinh vi và nó nắm bắt được tâm lý của cái người mà muốn sở hữu những cái thẻ tín dụng này, thì cái việc đầu tiên nhất mà mình cần phải cảnh giác đó là khi có bất kỳ một cái thông tin nào trên các trang mạng xã hội, ví dụ thông tin nâng hạn mức, thông tin mở thẻ miễn phí, rút tiền miễn phí v.v. thì cái người đó nên là mình gọi điện cho cái bộ phận chăm sóc khách hàng của các ngân hàng để mình hỏi thực sự là có cái chính sách khuyến mãi đó hay không. Cái thứ hai nữa đó là những cái đối tượng mà khi mà yêu cầu mình cung cấp những cái thông tin liên quan đến bản thân như là số căn cứ công dân nè, số thẻ tín dụng nè, rồi cái mã CVV, cái mã bảo mật của cái thẻ tín dụng nè, rồi biển mình cung cấp các cái thông tin về OTP, tức là cái mã từ phía ngân hàng gửi qua v.v. thì mình phải cảnh giác liền. Tại vì hiện nay tất cả các ngân hàng đều thông báo là ngân hàng không hề yêu cầu khách hàng cung cấp những thông tin về mã bảo mật, số thẻ, mã thẻ thông qua các kênh là điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội. Khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã xác thực OTP cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng khi trao đổi trực tuyến hoặc qua điện thoại. Luôn cảnh giác với các tin nhắn, cuộc gọi, email yêu cầu quét mã QR hoặc truy cập đường dẫn lạ. Đồng thời, người dân cũng nên theo dõi biến động số dư trong thẻ qua tin nhắn, thông báo trên ứng dụng. Trong trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện lừa đảo, ngân hàng khuyến cáo người dân nhanh chóng liên hệ tới ngân hàng để được hỗ trợ sớm nhất. Đồng thời nhanh chóng thu thập thông tin về hành vi lừa đảo để trình báo cơ quan chức năng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo. Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con ở Thanh Hóa tử vong. Ùn tắc giao thông nghiêm trọng ở cửa ngõ phía đông vào thành phố Hồ Chí Minh. Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Chiêm ngưỡng tạo hình bản đồ Việt Nam từ hơn 1.000 chậu lan hồ điệp. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào khoảng 23 giờ 30 phút tối qua, ngôi nhà 3 tầng của anh Lê Ngọc Tuấn ở xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc bốc cháy trong đêm, khiến 3 người trong gia đình tử vong. Ngay khi phát hiện cháy, các thành viên tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cùng người dân, lực lượng tại chỗ đã sử dụng các bình chữa cháy tự trang bị cứu người bị nạn. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát mạnh, tỏa ra nhiều khói, khí độc, vượt qua khả năng xử lý của lực lượng tại chỗ. Do hoảng loạn, mất bình tĩnh, anh Tuấn thoát ra ngoài mới nhớ ra còn vợ và hai người con đang còn trong nhà. Tuy nhiên, đám cháy lớn, lực lượng tại chỗ không thể vào trong nhà được. Khi lực lượng phòng cháy chữa cháy đến hiện trường, đám cháy đã bao trùm toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà. Đám cháy được khống chế sau đó. Tại hiện trường, ngôi nhà cháy có 3 tầng, không có chuồng cọp, có lối thoát nạn khẩn cấp trực tiếp ra ban công phía trước.
Quá trình kiểm tra, tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện có 3 nạn nhân đã tử vong tại tầng 2, có lối thoát ra ban công phía trước. Nạn nhân được xác định là chị TTNL, sinh năm 1984, và anh Tuấn. Hai người con là NLTNS, sinh năm 2013, và NLTNT, sinh năm 2018. Gia đình anh Tuấn làm nghề sửa xe máy, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Về giao thông, sáng nay tình hình giao thông trên đường song hành Võ Nguyên Giáp thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh, đoạn gần cảng Phước Long ICD bị ùn tắc nghiêm trọng. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã bố trí lực lượng đến để giải tỏa ùn tắc. Giao thông tắc nghẽn từ khoảng 7 giờ sáng nay, nhiều xe máy do chờ quá lâu phải di chuyển lên vỉa hè. Nhiều thời điểm đoạn đường như đường một chiều do dòng xe chen lấn. Một số người dân cho biết đợi hơn 30 phút nhưng chỉ di chuyển được 10 mét. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã bố trí lực lượng đến để giải tỏa ùn tắc. Theo lãnh đạo đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, nguyên nhân xảy ra ùn tắc là do số lượng xe trong một cảng gần đó lớn dẫn đến tình trạng trên. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa chữa cháy thành công một xe tải chở nguyên liệu sợi thuốc lá bất ngờ bốc cháy khi đang di chuyển trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối qua, tài xế Nguyễn Văn Dẫn, ngụ thành phố Cần Thơ, điều khiển xe tải lưu thông trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Khi đến đoạn thuộc xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, thì xe có dấu hiệu đi chậm lại nên tài xế dừng lại để kiểm tra. Lúc này, tài xế nghe tiếng nổ, sau đó phát hiện lửa bùng lên từ phía sau cabin nên đã dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy nhanh chóng lan rộng. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Vĩnh Long cùng hai xe chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường dập lửa. Khoảng 20 phút sau, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, khoảng 4.200 kg nguyên liệu sợi thuốc lá trên xe tải đã bị cháy gần như hoàn toàn. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 3,5 tỷ đồng. Hiện vụ việc đã được bàn giao lại cho công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, việc lái xe sử dụng ma túy là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Mới đây tại Quảng Ngãi, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện một tài xế dương tính với chất ma túy. Cụ thể, trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông Đức Phổ đã yêu cầu ô tô mang biển kiểm soát 73C07204 do tài xế Lê Hồng Quý, 28 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình điều khiển chạy hướng Nam Bắc, dừng lại để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Quý dương tính với chất ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Trần Văn Minh, sinh năm 1962, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, và tuyên phạt bị cáo này án tử hình về tội giết người. Đáng chú ý, bị hại trong vụ án chính là vợ và con bị cáo. Theo bản án sơ thẩm, Minh cùng vợ là bà NKD, sinh năm 1971, và con trai là TTD, sinh năm 1996, sinh sống tại phường Tân Mai. Quá trình sinh sống, vợ chồng Minh phát sinh nhiều mâu thuẫn. Cuối năm 2022, thấy ngôi nhà đang ở đã xuống cấp nên Minh bàn với vợ vì việc bán căn nhà để chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên không nhận được sự đồng ý. Đến ngày 6 tháng 3 năm 2023, trong lúc vợ con không có ở nhà, Minh lấy búa cất giấu dưới gầm giường trong phòng ngủ. Khoảng 13 giờ 15 phút cùng ngày, quan sát thấy vợ đã ngủ say, đối tượng này đã lấy búa sát hại vợ. Khoảng 20 giờ cùng ngày, anh Đê đi làm về. Trong lúc anh Đê đang ngồi ăn cơm, Minh tiếp tục dùng búa tấn công con trai. Trong lúc giằng co, anh Đê đã tước được búa trên tay Minh và hô hoán kêu cứu. Hàng xóm đã chạy đến hỗ trợ anh Đê khống chế Minh. Tại chợ Qua Tết, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, tác phẩm bản đồ Việt Nam được tạo hình từ hơn 1.000 chậu lan hồ điệp của anh Phạm Hữu Chúc đã thu hút nhiều người đến xem, chụp ảnh. Anh Chúc cho biết để phục vụ người dân yêu thích hoa lan hồ điệp vào dịp Tết, anh bàn với các cộng sự phải tạo ra một tác phẩm lan hồ điệp thật đặc biệt. Trong quá trình tìm được thân gỗ lũa to, dài, vì vậy, ý tưởng tạo hình bản đồ Việt Nam bằng lan hồ điệp nảy sinh và được tất cả thống nhất. Sau gần một tuần, tác phẩm bản đồ Việt Nam với hơn 1.000 chậu hoa lan hồ điệp Đà Lạt đã hoàn thành với viền ngoài cùng bằng lá xanh, tiếp đó là viền lớp hoa đỏ và bên trong là lớp hoa vàng. Tác phẩm có kích thước dài 6-7 mét. Tác phẩm này có mức giá là 686 triệu đồng. Sau khi bán được tác phẩm này, anh Chúc sẽ dành hơn 400 triệu đồng để làm từ thiện. Cứ vào dịp Tết thì ông Đồ Hoàng Trọng Tuyển, sinh năm 1985, trú xã Thiệu Dân, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, lại tất bật vẽ tranh thư pháp. Đặc biệt năm nay anh Tuyển còn vẽ trên lá sen, khiến nhiều người thích thú. Theo anh Tuyển, việc vẽ trên lá sen mới được anh thực hiện khoảng 4 tháng nay. Trong một lần tình cờ, anh thấy lá sen khô khi mất chất diệp lục đã lộ ra các đường vân rất đẹp và tự nhiên.
Từ cái nhìn đó, anh đã nảy sinh ra ý tưởng vẽ trên lá sen. Hiện các bức tranh thư pháp trên lá sen của anh rất hút hàng. Dòng lá sen này nó đặc biệt cái là khi mà sử dụng và áp dụng vào nghệ thuật rất là nhiều mảng đề co trang trí như tranh thư pháp, đề co về lồng đèn và những dòng tranh như thiền trà, tranh chủ tượng đều áp dụng được. Về trong thời gian nghiên cứu vừa rồi, tôi và cậu em cộng sự cũng đã mày mò và tìm tòi. Vẽ trên lá sen là loại hình khá mới mẻ. Theo anh Tuyển, lá sen có dân tự nhiên đã đẹp, chỉ cần thêm một vài họa tiết nữa sẽ cho bức tranh hoàn hảo, tinh tế. Hiện những bức tranh vẽ trên lá sen của anh được bán với giá từ 150.000 đến 7 triệu đồng một tác phẩm, tùy theo kích cỡ và phối cảnh bức tranh. Dịp Tết, có ngày anh nhận khoảng 5 đơn, luôn phải tất bật hối hả vẽ tranh để kịp giao hàng cho khách. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Người Đưa Tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.